Tin vợ chồng Đan Trường ly hôn đang khiến khán giả và người hâm mộ bất ngờ bởi cặp đôi này vẫn được ngưỡng mộ vì cuộc hôn nhân êm đềm suốt 8 năm nay. Tin này được doanh nhân Thủy Tiên thông báo trên Facebook sáng nay. Thời điểm này thật khó khăn khi phải đưa ra những quyết định quan trọng có thể làm thay đổi cuộc đời. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn chọn cách sống thật với cảm xúc và tình trạng thực tế của gia đình mình. Vì vậy tôi xin thông báo mình và anh Đan Trường đã ly hôn. Nói về lý do chia tay, Thủy Tiên cho biết những năm qua hai người đã cố gắng rất nhiều để có thể nuôi dưỡng tình cảm và giữ gìn hạnh phúc gia đình trong hoàn cảnh sống cách xa nhau về không gian, thời gian. Tuy nhiên sau tất cả những nỗ lực, Tiên và anh Trường đều không thể lấp đầy những khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống của cả hai. Nếu cứ cố gắng níu kéo khi không có được tiếng nói chung thì cuộc sống vợ chồng không thể nào xây dựng nên được một mái ấm hạnh phúc, một gia đình đúng nghĩa. Vợ cũ Đan Trường viết. Để đến được với nhau, doanh nhân Thủy Tiên cho biết cô và Đan Trường đã vượt qua nhiều thử thách nhờ yêu thương chân thành. Họ có được quả ngọt là bé Matthew Thiên Từ, cậu con trai mạnh mẽ và tự lập. Cô tin rằng vì xung quanh con trai còn có sự quan tâm, yêu thương của mọi người, nên sau này cậu bé sẽ hiểu và thông cảm cho quyết định chia tay của bố mẹ. Thủy Tiên cũng gửi lời xin lỗi bố mẹ, gia đình hai bên vì quyết định này. Sự xa cách từ địa lý cho đến suy nghĩ đã khiến trái tim chúng con cũng xa cách nhau và không thể hàn gắn lại được. Khi sự cảm thông và chia sẻ không còn nữa thì giải thoát cho nhau là cách tốt nhất. Con vẫn luôn tin tưởng, cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra và việc kết thúc một chặng đường đã qua sẽ là sự khởi đầu cho một hành trình mới trong cuộc sống. Về phía mình, Đan Trường chia sẻ ngắn gọn, chúng tôi rất tiếc khi thông báo ly hôn trong thời gian này, nhưng tôi mong khán giả yêu và thông cảm. Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên kết hôn năm 2013 và sinh con sau đó 5 năm. Trong khi vợ con sống ở Mỹ, Đan Trường qua lại giữa hai nước để ca hát và chăm sóc gia đình.